Mày còn mình mày trong nhà, mày chết mày với tao. Chắc chắn là nó trong nhà. Như vậy là mày chỉ có chết chắc thôi. Đừng để tao gặp mày, tao sẽ đập mày tan xác. Mày ở đây đúng không? Trốn hay lắm ha mày. Mày chết chắc rồi con ơi, ra đây đi con. Trốn đó mày làm gì, tưởng nó kiếm không ra hả? Cú cú Ra đi con, ra đi con. Mày trốn đâu mà thoát đâu. Tao bắt mày hả? Tao. Chó chết mày đâu rồi? Ê ê ê ê. Ê, mở cửa ra cho tao. Mở cửa ra cho tao thằng chó. Mở cửa ra. Ủa, tôi đâu có ngu mà mở. Mở cửa ra để anh đánh tôi à? Tôi đâu có ngu. Tao mở cửa ra được hả? Là mày chết mày cho tao. Tao sẽ giết mày. Mày mở cửa ra đi. Ê, anh mà đập cửa làm hư cái cửa nè, chút về chút xử anh liền á. Ngon, đập đi. Trời ơi. Ủa, sao im vậy? Đập đi, đập mạnh vào. Mà chó nằm, mày có biết là tao ghét mày, tao căm thù mày lắm không? Hả? Ủa, anh nghĩ tôi ưa anh à? Tôi cũng đâu có ưa anh. Trời ơi. À, mà quên nữa, anh phải đền cái bộ quần áo mà anh chém của tôi đó nha. Nè nè nè, đền mày hả? Tao ra được ngoài hả? Chẻ mày ra làm đâu luôn chứ đó mà hả? Tao bầm đồ mày không hả? Nghe chứ mày? Mày hiểu chưa? Ê này, anh quá đáng vừa thôi nha. Quá đáng gì tôi mày? Tôi làm gì anh mà đâu đánh đâu chém tôi hả? Tôi có làm gì anh mà anh ghét tôi? Khùng à. Mày chó, ai biểu mày ở nhà Trúc hả mày? Trời, ngộ chưa? Trúc cho tôi ở thì tôi ở, chứ bắt mấy gì tới anh? Trúc cho mày ở mày cũng được ở, hiểu chưa? Trời, anh lấy cái quyền gì mà không cho tôi ở đây hả? Quyền gì hả? Quyền gì hả? Mày biết tao là ai không? Không. Tao là bồ của Trúc, mày hiểu chưa? Cái gì? Tao là bồ của Trúc. Anh là bồ của Trúc? Ừ. Hồi nào vậy? Lâu rồi. Ủa mà sao nghe Trúc nói gì hết vậy? Muốn sao nói? Xạo phải không? Mày nói tao nó xạo hả mày? Hả mày? Hả mày? Mày hả? Tao mà ra được mày chết cha mày tao. Nè, thằng biến thái kìa. Ê, thằng chó kìa. Mày nghe nói gì không? Hả? Ê, nãy giờ tôi nói chuyện với anh đàng hoàng tử tế nha chưa? Anh mà kêu tôi là chó này chó nọ nữa là tôi cũng kêu anh là thằng chó đó. Ừ, ráng chịu á. Thằng chó, thằng chó, thằng chó. Mày nghe không? Thằng chó. Anh chó, anh chó, anh chó à. Thằng chó đẻ. Thằng chó đẻ đâu chó. Không, chó lát, chó lát, chó lát. Anh nói chuyện dơ bẩn quá. Dơ đâu tôi mày? Không nói chuyện với anh chó nữa lát, đâu. Chó lát, chó lát. Cứ đợi Trúc về Trúc nói chuyện với anh. Thằng mất dạy, mày mở cửa cho tao đi. Mày mà còn ở đây ngày nào, tao thề tao sẽ bầm nát đồ mày. Tao bầm luôn mày luôn. Rồi tao trộn lại tao cho dịch ăn. Không, tao cho chó lát ăn. Bởi vì mày là chó lát. Không, trộn lại. Mày là con chó đẻ. Mày là chó đẻ. Mày nghe không? Mỗi lần nó cao trào mày nó ho. Thằng chó kìa, mày có chịu mở cửa đâu? Khổng ơi, tao sắp ra được rồi, tao sắp ra được rồi. Tao mà ra được ngoài mày chết mày với tao. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Mày là thằng chó, mày là thằng chó nam. Thằng chó nam, nếu mày thả tao ra tao sẽ suy nghĩ lại. Sao mày không lên tiếng, mày nghe nó nói gì không? Tao sắp ra được rồi. Mày đâu rồi?
ra đi. Mày thả nó ra đi thằng chó chết. Mày thả nó ra đi thằng chó chết. Mày thả nó ra đi. Sao mẹ đâu mày không lên tiếng vậy? Hả? Thằng chó. Chết rồi. Mình mà không thoát ra đây, trước khi mà chúng về là mình chết chắc luôn. Thằng chó, mày mở cửa cho tao đi. Mở cửa cho tao đi. Mày mở cửa cho tao đi. Làm gì trong đó mà tôi kêu ông sùm nó giờ không nghe vậy? Cửa phát ra từ đâu vậy ta? Tiếng gõ phát ra trong nhà kho. Vô lý. Cửa nhà kho khóa làm sao cai trong đó được? Hay là tiếng động phát ra từ mèo hay chuột? Rõ ràng là tiếng gõ cửa mà. Ai trong nhà kho vậy? Năm hả? Má, mình ở đây lâu rồi, làm gì mà có ma? Nam hả? Lên tiếng đi. Nam. Chắc là ma thiệt rồi. Chứ người làm sao cửa khóa ngoài mà vẫn vô được? Không phải ma đâu. Anh nè. Ai giống tiếng anh nhiều quá. Anh hiểu phải không? Anh nè, mở cửa cho anh đi. Anh làm gì đây mà cửa ngoài lại khóa hả? Anh sợ. Sợ gì? Sợ em. Xin lỗi nha. Tại sao anh cứ thích làm em bực mình rồi xin lỗi hoài vậy hả? Anh đã làm gì Nam? Anh đâu làm gì được nó đâu. Nó chạy lèo quá, anh đâu làm được gì. Vậy chứ anh Nam đâu rồi? Anh đâu có biết. Nó lừa anh vô trong nhà kho này, nó đóng cửa nó khóa lại. Anh thì ở trong đó, nó ngoài này nó làm gì sao anh biết được. Mà không chừng nó sợ quá nó đi luôn hả? Mời nãy anh đã nói gì với Nam? Anh nói với nó mà còn đây hả, anh sẽ bầm nát nó ra cùng với đống quần áo của nó, anh trộn lên anh cho chó nó ăn.